Rồi xong rồi nhá, thì hôm nay mình cho lại tiếp nhận được một sản phẩm David PA2 này. Đang dính lỗi là treo màn hình David Direct firmware V1.1.9. Sau khi mà đây mình sẽ quan sát đây. Tắt máy đi bật lại xem từ đầu đến khi mà nó treo. Loa logo thứ nhất sang logo màn thứ hai, sang cái màn hình loa thứ hai thì đứng im. Rồi bên mò này, bản này là bản của 3 sao phân phối này, tem này. Và đối với cái trường hợp lỗi như thế này thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà thường thì nó sẽ lỗi về phần mềm, đa phần là lỗi về phần mềm. Có lỗi số ít thì có máy thì lỗi về phần cứng, nhưng mà đại đa phần là lỗi về phần mềm. Đó, treo đơ này, không bấm được cái gì cả. Bị như này cũng không kết nối được máy tính đâu rồi nhá, đơ luôn lại treo. Bây giờ mình sẽ tiến hành dừng video để sửa cái lỗi này, và sau khi sửa xong mình sẽ tiếp tục quay video cho mọi người xem nhá. Và sau khi sửa xong bật máy, mọi người quan sát cái chu trình máy khởi động nha. Loa logo thứ nhất này, chờ một chút qua nó sẽ loát sang màn hình logo thứ hai. Đây là cái trạng thái khi bị treo lỗi, và chờ một chút thì sẽ loát vào màn hình menu. Khi loát vào menu thì màn hình menu thì máy sẽ chạy bình thường. Bản này Made in USA, ở đây bản xuất Mỹ. Lọc cái dây nhá. Cái tay này. Đó, như vậy là máy đã chạy ok. Cái trường hợp bị treo như thế này thì đây là một cái pan đặc trưng chuyên kiếp trên cái model PA2. Đúng ra là trên tất cả những model, những cái đời của David ấy, nó như là PA cộng, PA trơn, PA 2, PA premium, Venue 360 thì đều gặp phải, đều có thể bị cái lỗi là treo logo David nhá, và đều có thể sửa chữa được. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy đó là 0868 59964, đó để gặp trực tiếp nhân viên nhá. Mọi người ở kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh, cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để theo dõi kênh. Cảm ơn đã xem video.